Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Kết nối yêu thương của chúng tôi đã trở thành nhịp cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm sẵn sàng sẻ chia, vun đắp cho những mảnh đời kém may mắn và đang rất cần sự chung tay, giúp sức. Chúng tôi rất vui khi nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm ở trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ cho các nhân vật trong chương trình. Qua đây chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng Huda, công ty trách nhiệm hữu hạn Bia Cát Bớt Việt Nam đã ủng hộ mỗi nhân vật của chương trình Kết nối yêu thương số tiền 5 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, mỗi hoàn cảnh chúng tôi giới thiệu đến quý vị là những trường hợp rất cần đến sự giúp đỡ, chung tay giúp sức của cả cộng đồng. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Xuyên Hải ở thôn Sa Đồ, xã Triều Đồ, huyện Triệu Phong. Trong căn nhà nhỏ ở nhờ của anh trai, chị Nguyễn Thị Xuyên Hải mấy hôm nay vừa trở về từ bệnh viện sau một vụ tai nạn giao thông, nay lại chuẩn bị lên đường vào Huế để tiếp tục chữa trị bệnh ung thư gan. Cách đây 2 năm, chị Xuyên Hải phát hiện bệnh, từng đó thời gian cũng là lúc chồng chị Hải đang chấp hành án phạt tù. Khó khăn càng thêm khó khăn khi một mình chị phải nuôi 3 đứa con đang trong tuổi ăn, tuổi học. Bình thường khi chưa mắc bệnh, chị làm thêm nghề gom ve chai ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. Nhưng từ khi phải đi điều trị bệnh cho đến nay, thu nhập của chị trở nên bấp bênh. Trong khi đó, chi phí điều trị và nuôi con ăn học không phải là số tiền nhỏ. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Duyên Hải ở thôn Gia Đồ, xã Triều Đồ, huyện Triều Phong. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng trò chuyện với chị Hải để hiểu hơn về hoàn cảnh của gia đình. Vâng, thưa chị Hải ạ, chị có thể kể cho chúng tôi được biết là mình phát hiện cái bệnh ung thư gan thì vào giai đoạn nào ạ? Và đến nay thì cái tiến triển chữa trị cái bệnh của mình ra sao ạ? Dạ, năm 2022 là tình cờ là đi đau, sốt. Buổi chiều là sốt liên miên, cho nên là đi bệnh viện là kiểm tra là cho nên là bị phát hiện là bị ung thư, cho nên là có ra ngoài Nghệ An á, là nằm ngoài ông cũng ngoài Nghệ An là 10 ngày, xong rồi chuyển vào bệnh viện Huế, bệnh viện tỉnh, xong tỉnh trả về thì cũng là định là không là gọi là bế tắc rồi, là không có kinh phí để đi nữa, cho nên là có đúng là ngày 20 tháng 10 á, là của hội phụ nữ của thôn Gia Đồ của Triều Đồ mình á, thì có là tới ủng hộ và thường trong xóm làng là cũng tới có ủng hộ cho mấy mẹ con là kịp thời để đi cứu chữa là vào Huế. Thì nói chung vào Huế thì cũng không chữa, thì chỉ có vào là điều trị được thôi. Nhưng mà sau một thời gian thì bên chùa cũng có qua là mấy sư cô nói thôi đừng có xa trí đâu chị hết nữa, qua chùa là để là cô lo bên chùa. Nói chung lo là chỉ có là thuộc tháng thì ngoài khóa, còn lại là cứ định kỳ qua bên viện thì cứ định kỳ qua khám thôi, còn lại là bên chùa là lo cho mọi cái là ăn uống với sức khỏe là bên chùa. Vâng ạ, trong cái thời gian mà mình bị bệnh đó thì cái việc thu nhập của trong gia đình cũng như là lo cho các con ăn học thì từ kinh phí như thế nào? Thì không có nguồn thu nữa, chỉ có là một thời gian đó là có bên chỗ xóm làng cơ quan đơn vị của thôn đó là có hỗ trợ cho mấy mẹ con. Vâng, hiện tại thì sau một thời gian mà ở trong chùa và tỉnh dưỡng thì hiện nay sức khỏe của chị có chuyển biến cải thiện hơn. Thế thì chị có đi làm thêm gì để mà kiếm thêm thu nhập để lo cho bố mẹ con hay không? 2024 đấy á, là mình có khỏe hơn tí, là có đi làm phụ thêm cho đi làm với trai, với ai kêu chị thì làm đấy, con bà chị thì cũng phụ cho mẹ thêm là ở nhà việc với đi mua bán cho người ta bằng thêm là một tiếng mười mấy ngàn. Mà chứ con là chuẩn bị vào học thì bà chị cũng tự lo cho bà chị, chứ mẹ thì chỉ làm lo cho mấy đứa em đó. Vậy thì thời điểm này thì chị có thể chia sẻ cho chúng tôi những cái khó khăn, những cái trăn trở và lo lắng của mình. Khó khăn là một tháng thu nhập thì đều thì cũng 4-5 triệu, nhưng mà chứ là kiếm thị là mấy đứa cháu là nhỏ, uống sữa với ăn uống bao nhiêu với tiền chi phí trong gia đình là cũng khó khăn. Chứ lo lắng nhất là về 3 đứa con, với sức khỏe của tôi là chưa ổn định một tí nào đó, còn lại là chưa biết là nó phát
ra như thế nào. Còn lại sau này thì mong cơ quan và đơn vị là giúp cho ba đứa con để cho nó học, tiếp tục học cho đàng hoàng, cho chưa lỡ mẹ mà có chuyện chi thì ba đứa con nó mồ côi tôi. Vâng, xin được cảm ơn chị ạ. Năm nay bước vào lớp 10, nhưng Nguyễn Lưu Khang Nhi, con gái đầu của chị Xuyên Hải, không như các bạn cùng trang lứa. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Khang Nhi vừa học vừa đi làm thêm tại thành phố Đông Hà để kiếm tiền trang trải cho bản thân, vừa phụ giúp phần nào đỡ đần cho mẹ. Hai năm qua, những tháng ngày chị Xuyên Hải phải vào Huế để chữa bệnh, Khang Nhi ở nhà chăm sóc các em. Ngoài ra, bà con lối xóm xung quanh cũng giúp đỡ mấy chị em trong lúc mẹ đi vắng. Nhà neo người nên sự giúp đỡ của hàng xóm xung quanh trở thành nguồn động viên tinh thần cho mấy mẹ con trong lúc khó khăn nhất. Năm học mới cũng sắp bắt đầu. Những ngày này, mấy chị em chuẩn bị sách vở cho năm học mới, nhưng phần tiền để lo mua sắm cho các con, chị Hải vẫn chưa biết xoay sở như thế nào. Tôi thấy là chị Hải là thường xuyên đau ốm và hay đi chữa trị bệnh, thì tôi là bạn quán ăn sáng và đồ dùng học tập quán nhỏ ở xã nhà chị Hải, thì là mỗi lần đi như vậy thì tôi thường là hay hỗ trợ ở nhà chị Hải, là như cho con ăn hoặc là đưa những bữa sáng bữa đồ cho con chị Hải, và những dụng cụ học tập thì tôi thường hay chuẩn bị cho cháu để đến lớp ạ. Tôi nghĩ đến một hoàn cảnh khó khăn cần được mọi người chúng ta giúp đỡ để cho chị được điều trị và cả con được đến trường tốt hơn ạ. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Nguyễn Thị Xuyên Hải, thời gian qua, chính quyền xã Triều Đồ và các hội đoàn thể cũng dành nhiều sự quan tâm, động viên, hỗ trợ chị Hải những lúc ốm đau, khó khăn. Hội phụ nữ xã Triều Đồ đã trao tặng chị Xuyên Hải hơn 7 triệu đồng từ sự quyên góp trong hội viên phụ nữ xã. Phòng Nông nghiệp huyện Triệu Phong phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện Triệu Phong nhận đỡ đầu cho cháu thứ hai là cháu Nguyễn Thị Khánh Vi với số tiền là 600.000 đồng mỗi tháng. Thông qua sự kết nối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, nhãn hàng Huda, công ty trách nhiệm hữu hạn Bia Cát Bớt Việt Nam đã hỗ trợ cho gia đình 5 triệu đồng. Sau khi biết cái hoàn cảnh của chị Nguyễn Duyên Hải ở thôn Gia Đồ, xã Triều Đồ đã có lâm bệnh, đặc biệt là trong thời gian qua cái quá trình điều trị sức khỏe có cơ bản, nhưng mà hiện nay đối với gia đình rất là khó khăn, con đông, công việc không ổn định. Qua cái vòng tay kết nối yêu thương thì địa phương cũng mong muốn các nhà hảo tâm tạo điều kiện và lan tỏa cái tình yêu thương và những cái món quà đầy ý nghĩa góp thêm cho chị trong cuộc sống bớt đi phần khó khăn, giúp cho các cháu ăn học rồi đến nơi đến chốn. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị và các bạn sau khi đã chia sẻ với cuộc đời và những tâm sự của gia đình chị Nguyễn Thị Xuyên Hải tại chương trình này sẽ tiếp tục dành thêm cho gia đình những sự hỗ trợ khác để những tháng ngày tới đối với gia đình chị bớt khó khăn hơn. Quỹ nhà hảo tâm, các mạnh thường quân quan tâm đến hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Xuyên Hải có thể tiếp tục ủng hộ cho gia đình thông qua địa chỉ. Chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, số 105/2, đường Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, hoặc trực tiếp qua địa chỉ Nguyễn Thị Xuyên Hải, thôn Sa Đồ, xã Triều Đồ, huyện Triệu Phong. Xin chân thành cảm ơn nhãn hàng Huda, công ty trách nhiệm hữu hạn Bia Cát Bớt Việt Nam đã luôn quan tâm, ủng hộ cho các nhân vật của chương trình, và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn đồng hành cùng chương trình và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn đang rất cần sự chung tay trong thời gian tới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.